Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý vị phụ huynh, kính thưa hội đồng nhà trường, kính thưa ban giám hiệu, quý thầy cô cùng các em sinh viên hôm nay là tân cử nhân, tân kỹ sư khóa 2020-2024. Tôi biết rằng hôm nay nhiều phụ huynh đã phải bỏ thời gian và công việc vượt đường dài để về đây chứng kiến thời khắc con em mình nhận bằng tốt nghiệp đại học. Có những phụ huynh vì nhiều lý do không thể hiện diện nơi đây thì đang chứng kiến buổi lễ được phát trực tuyến từ hội trường, biết bao là cảm xúc đợi mong. Hôm nay tôi xin chúc mừng thầy và trò Đại học Đông Á, chúc mừng quý bậc phụ huynh đáng kính đã dành trọn đời mình để yêu thương và hy sinh cho con cái đang bồi hồi chờ đón kết quả sau 4 năm cùng nhau chăm sóc vun trồng. Xin chúng ta dành một tràng pháo tay không ngớt để chúc mừng niềm thăng hoa lớn lao này. Thưa quý vị, sảnh đường này là nơi 4 năm trước các tân sinh viên làm thủ tục nhập học, chụp ảnh làm thẻ sinh viên, khoác lên mình bộ đồng phục của sinh viên Đại học Đông Á, cũng là nơi chứng kiến từng bước trưởng thành của các em thông qua những hoạt động sôi nổi, tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học, tham gia các cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học, cuộc thi sinh viên khởi nghiệp, các cuộc thi hùng biện, cuộc thi robot, ẩm thực, hiến máu nhân đạo, các hoạt động tình nguyện, các cuộc giao lưu quốc tế, chuyên môn nghề nghiệp, những buổi trình diễn văn nghệ, thể thao cùng các bạn, các cuộc giao lưu văn hóa với đoàn tàu hải quân Mỹ, vân vân. Những bộ bàn ghế thân quen ngoài kia là nơi các bạn sinh viên làm bài tập nhóm hay ăn quà vặt vui vẻ cùng nhau với biết bao nhiêu là cảm xúc thân thương, đợi mong và chia sẻ. Hôm nay tất cả đều vui mừng chứng kiến sự trưởng thành của các em. Thưa quý vị, khóa học 2020-2024 có thời gian giảng đường đặc biệt nhất trong lịch sử. 3 năm qua, cả thế giới sống trong đau thương mất mát, bất an bao trùm do đại dịch Covid. Tại trường Đại học Đông Á, chúng ta có hơn 16 lần thông báo nghỉ học để phòng tránh Covid. Có thông báo quay trở về trường học lại, vừa nhận thì thông báo nghỉ học lại đến. Nhiều sinh viên sắp nhận visa sang Nhật thực tập và làm việc thì phải hoãn lại vì đại dịch. Các đối tác hợp tác toàn diện của trường chúng ta ở 82 tập đoàn lớn tại 8 tỉnh và thành phố Nhật Bản với hơn 5.000 vị trí việc làm dành cho sinh viên Đại học Đông Á, chúng ta phải tạm thời đình hoãn, ảnh hưởng đến kế hoạch du học không chỉ của sinh viên niên khóa 2020-2024 mà lan sang các khóa sau. Thời kỳ chúng ta đang sống cũng đầy biến động, xã hội đang có những thay đổi về cơ cấu lao động. Sự tiến bộ của trí tuệ nhân tạo và ứng dụng của nó có khả năng làm mất đi nhiều công việc, đe dọa sinh kế truyền thống của con người. Căng thẳng về địa chính trị và xung đột lợi ích quốc gia cũng đe dọa hòa bình và ổn định trên toàn thế giới. Nạn ô nhiễm môi trường, thiếu nước sạch, rác thải nhựa ngày càng báo động, vân vân. Thế nhưng cũng trong giai đoạn đầy thử thách này, chúng ta đã chứng kiến những nỗ lực phi thường và tinh thần kiên cường của thầy và trò Đại học Đông Á. Chúng ta đã rất lo lắng nhưng không sợ hãi, căng thẳng nhưng không hoảng loạn. Các chương trình hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học vẫn rộn ràng, sôi động, dù được tổ chức dưới hình thức online. Các thầy cô đã làm việc không ngừng nghỉ từ sáng sớm đến đêm khuya, đảm bảo mỗi bài giảng, mỗi lời khuyên đều đến được với sinh viên mình kịp thời. Các năng lực đầu ra về chuyên môn nghề nghiệp, ngoại ngữ cũng được các em kiên trì học tập, thực tập, ôn luyện để đạt được kết quả tốt. Trong lúc này, những sinh viên Đại học Đông Á không chờ đợi sự bình yên quay trở lại mà song sáo tham gia vào các mặt trận chống dịch. 40 sinh viên khoa Y không ngần ngại nguy hiểm đã tham gia vào các bệnh viện dã chiến tại thành phố Đà Nẵng, ra đến Sở Y tế Bắc Giang làm việc không ngừng nghỉ với lòng dũng cảm và sự tận tâm y đức. Ngành ô tô
sinh viên cũng dầm mưa dại nắng trong những bộ quần áo lao động bảo hộ nóng bức suốt 100 ngày đêm trên và dưới chân đèo Hải Vân để giúp sửa chữa hơn 3.000 xe máy cho đồng bào các tỉnh phía Bắc đi làm ở miền Nam về quê tránh dịch. Mà lúc này, thầy cô ở trường là người ủng hộ quyên góp hơn 150 triệu đồng để mua vật tư xăm lốp, xăng xe, tiếp ứng cho các em. Đặc biệt, với hơn 700 sinh viên các ngành khác trong toàn trường đã tham gia vào ngân hàng máu sống đi chữa hộ cho những gia đình đang trong khu phong tỏa và tình nguyện tại các điểm cách ly, tiêm chủng. Các em đã góp phần đem đến sự bình an qua sự cho đi dòng máu của mình để một cuộc đời ở lại. Tôi nhắc lại những điều này không chỉ để tổng kết khóa học hay hồi tưởng một cột mốc quan trọng, mà còn tôn vinh sự kiên cường, đoàn kết, cũng như để nhắn nhủ với các em rằng học tập, lao động và sáng tạo vượt khó là cách thức tốt nhất để vượt qua mọi biến động trong thế giới đầy thách thức hôm nay, như đại dịch xảy ra để lại chúng ta những khó khăn chưa từng có. Và đó là cách mà đại gia đình Đại học Đông Á chúng ta đã và mãi lựa chọn để thực hành và đi đến thành công. Thưa quý vị, vượt qua những nghịch cảnh bằng những nỗ lực không ngừng của cả thầy và trò Đại học Đông Á để đến hôm nay, niên khóa 2020-2024 có 3.050 sinh viên chính quy ở 40 ngành học nhận bằng tốt nghiệp. Đặc biệt, đã có 1.396 sinh viên có việc làm trước khi nhận bằng tốt nghiệp hôm nay. Trong đó, có ngành quản trị kinh doanh, marketing, quản trị khách sạn, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Hàn Quốc, điều dưỡng, dược là những ngành có tỷ lệ sinh viên có việc làm trước khi tốt nghiệp trên 70%. Đặc biệt, ngành ngôn ngữ Trung Quốc có 233 sinh viên trên 260 sinh viên có việc làm trước khi tốt nghiệp, chiếm 89%. Xin chúc mừng các em rất nhiều. Riêng khóa 2020 cũng là khóa có sinh viên đi internship Nhật Bản nhiều nhất, với 253 sinh viên đã và đang học tập thực tập tại xứ sở mặt trời mọc này. Có 13 sinh viên đang theo học chương trình Đài Loan, trong đó 10 sinh viên nhận học bổng từ 40% đến 100% học phí chương trình thạc sĩ, vừa học vừa làm việc có lương. Lúc này, ở nước ngoài, các em cũng đang theo dõi trực tuyến chương trình lễ này. Chúng ta và các em không chỉ học tập và làm việc, mà còn tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, tham gia các cuộc thi do các đại sứ quán tổ chức và được giải quốc gia, giải khu vực. Các cuộc thi thể thao, hùng biện, thi tài năng nghệ thuật, các em cũng giành giải xuất sắc toàn đoàn và nhiều thành tựu không thể kể hết. Quả thật, các em đã có một đời sống tinh thần mạnh mẽ, một thanh xuân rực rỡ và đầy thú vị ngoài những thành tựu học tập đáng tự hào. Tiếng Nhật là một ngôn ngữ không dễ học. Môi trường làm việc tại Nhật Bản đòi hỏi tuân thủ quy tắc cẩn thận, tỉ mỉ, chỉnh chu, nhưng các em đã học và đã đáp ứng được. Các tập đoàn Nhật Bản đánh giá rất cao. Khi đã làm việc tốt với các tập đoàn Nhật Bản thì các em có thể làm tốt ở mọi vị trí công việc trong tương lai. Chúng tôi hết sức vui mừng chứng kiến các sinh viên Đại học Đông Á sau khi hoàn thành thực tập quốc tế có thể tự chủ tài chính, mua cho mình một chiếc xe mới, phụ giúp bố mẹ lo cho em học hay gửi thuốc men về cho bố mẹ ngay từ những tháng làm việc đầu tiên. Đây quả là văn hóa hiếu đạo và trách nhiệm của con người Đại học Đông Á của chúng ta. Bây giờ, xin cho tôi ít phút tâm tình với tân cử nhân, tân kỹ sư của chúng ta hôm nay. Tốt nghiệp không chỉ là một buổi lễ trao bằng, mà đó là sự công nhận về sự nỗ lực
kiên trì và sự phát triển của mỗi sinh viên trong những năm qua cũng là để chuẩn bị cho sự tiếp nối trên chặng đường mới. Sau hôm nay, các em sẽ bước vào giai đoạn thử thách thứ nhất. Các em có thể trở thành một nhân viên, một kỹ sư, một nhà quản lý, một doanh nhân hay trở thành một người chồng, người vợ, người bố, người mẹ. Những trải nghiệm không như ý luôn là phần tự nhiên của cuộc sống. Thế giới ngoài kia muôn màu, vạn khó, ngàn cám dỗ. Mỗi lúc chơi vơi hãy nghĩ về đôi mắt của cha, nỗi lòng của mẹ, niềm tin yêu của thầy, và các em sẽ thấy mình là ai nằm ngay ở ý chí và nghị lực của chính các em thôi. Học giả Nguyễn Hiến Lê cũng đã nói, cái giá trị của một người không đo bằng địa vị, bằng cấp, mà bằng sự có ích của người đó với đồng bào, với xã hội, ngoài công việc mà người đó làm để mưu sinh. Và câu nói, tôi chưa từng nhìn thấy một người dậy sớm, siêng năng, cẩn thận, trung thực nào than phiền về số mệnh của mình không tốt, của Benjamin Franklin, nhà lập quốc nổi tiếng của Hoa Kỳ. Cũng như văn hào Đỗ Tấn đã phát biểu, trên mặt đất này làm gì có đường, chẳng qua người ta đi nhiều mà thành đường đấy thôi. Cô mong các em không chỉ là người đi nhiều để thành đường, mà các em sẽ là người mở đường đi đến những thành công và nối tiếp dẫn dắt những thế hệ kế tục đi theo con đường thành công ấy. Cảm ơn các em. Những kiến thức văn hóa, thái độ, kỹ năng và thầy và trò cùng nhau rèn luyện trong 4 năm qua là nền tảng ban đầu rất quan trọng để tiến thân lập nghiệp. Các em cũng đã có nhiều kỳ học thực tế tại doanh nghiệp. Từ hôm nay, các em sẽ học qua nhiều kênh trong trường đại học cuộc đời. Ra trường không phải là kết thúc việc học, mà là bắt đầu việc học theo một phương thức khác. Chỉ khi không ngừng học hỏi, các em mới có thể đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của xã hội phát triển. Thầy, cô tin tưởng các em sẽ luôn bình tĩnh, sáng suốt trên con đường mình đã chọn. Dù đại lộ hay lối nhỏ, mạo hiểm hay ổn định, ở đâu cũng nhớ rằng hạnh phúc sẽ chỉ đến trên hành trình dựng xây trong sự nỗ lực, hiếu đạo và trách nhiệm. Hãy bản lĩnh để kháng cự lại sự thỏa mãn nhất thời và lóng lánh bề ngoài của vật chất, của lòng tự mãn. Nhiều lần lùi lại để đọc hết cuốn sách chuyên môn mình yêu thích và luôn làm mọi việc chăm chỉ. Tôi cũng mong muốn các bậc phụ huynh hãy hỗ trợ, tin tưởng và đồng hành với quyết định của con em mình. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy, cô giáo, quý phụ huynh cùng các em, hôm nay xin quý vị cùng chúng tôi dành khoảnh khắc để tưởng nhớ hai người sinh viên đặc biệt đã không thể có mặt trong lễ tốt nghiệp này. Đó là sinh viên Nguyễn Minh Châu, khoa công nghệ thông tin, và sinh viên Dương Quang Sang, khoa du lịch của chúng ta. Minh Châu, một chú lính chìm dũng cảm trên chiếc xe lăn. Suốt 12 năm học phổ thông, Minh Châu luôn đạt học lực giỏi và xuất sắc. Minh Châu có giấc mơ trở thành kỹ sư thiết kế đồ họa, nghiên cứu nguyên lý thị giác, điện ảnh và tạo ra sản phẩm phần mềm văn hóa lịch sử Việt Nam. Nhưng Minh Châu đã ra đi vì bạo bệnh vào tối ngày 3 tháng 2 năm 2024. Và trước đó, Minh Châu có tâm nguyện hiến xác cho y học khi thấy sức khỏe mình không còn khỏe nữa. Em đã để lại cho chúng ta một tấm gương ngời sáng về tình người và trách nhiệm cho đời. Chúng ta cùng tưởng nhớ đến sinh viên Dương Quang Sang với ước mơ trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp. Trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp, Sang đã được đánh giá rất cao. Sang cũng đã tham gia cuộc thi nấu ăn Good Food do Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tổ chức và giành giải ba chung cuộc. Đầu năm nay, do vấn đề sức khỏe, Sang đã ra đi trước khi có thể tham dự lễ tốt nghiệp cùng chúng ta. Hai em đã có một thanh xuân không dài, nhưng trọn vẹn
và rực rỡ. Thay mặt ban giám hiệu Trường Đại học Đông Á, tôi trân trọng trao bằng kỹ sư và cử nhân danh dự cho sinh viên Nguyễn Minh Châu và sinh viên Dương Quang Sang cho quý bậc sinh thành. Kính thưa quý vị, trên đường dài đóng góp xã hội, chúng ta đã nhận được sự hợp tác đầy trách nhiệm từ phía kinh nghiệm. Trong năm 2024, Trường Đại học Đông Á đã hợp tác và cung cấp nhân sự là sinh viên K20 cho các tập đoàn hàng đầu thế giới như Foxconn, Foxlink, Luxair ICT, Genery, Hoa Lợi Đạt, Hội Anna, HIS, Canada, Argentine cùng các doanh nghiệp FDI và nhiều doanh nghiệp trong nước. Quý doanh nghiệp đã hợp tác, tuyển dụng, phối hợp hướng dẫn, giảng dạy cùng nhà trường, đóng góp vào chuỗi liên kết đào tạo nguồn nhân lực, không chỉ cho sự phát triển của quý doanh nghiệp mà góp phần vào sự phát triển nền kinh tế đất nước Việt Nam. Chúng tôi xin gửi lời tri ân đến tất cả quý doanh nghiệp. Tôi cũng xin thay mặt những người hôm qua là học trò tri ân sâu sắc và chia vui cùng thầy cô mình. Hành trình giáo dục không chỉ làm thay đổi nhận thức, tư duy, phương pháp, giải quyết vấn đề cho sinh viên mà là cả sự dấn thân miệt mài bằng tình yêu thương và lòng trách nhiệm nghề nghiệp với thế hệ mai sau. Thầy cô chúng ta đã luôn dốc hết nhiều tâm vì học trò, vì đất nước mình và cũng sẽ không có gì vui bằng khi chúng ta chứng kiến sự thành công và tiến bộ của mỗi sinh viên khi đang học tập, cũng như khi các em sải bước trên đường đời. Rồi đây, trong tương lai 10 năm hay 20 năm sau nữa, khi đã trải nghiệm cuộc sống, các em sẽ nhớ về thầy cô, trường lớp, bạn bè mình và sẽ thôi thúc quay về. Qua đây, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các sở ban ngành của thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu và chính quyền phường Hòa Cường Nam, Hòa Cường Bắc, các cô chú bảo vệ, các chị lao công và đặc biệt là ban tổ chức lễ đã bận bịu thầm lặng tổ chức cuộc lễ trọng cho chúng ta hôm nay. Xin kính chúc quý vị đại biểu, quý vị phụ huynh, xin kính chúc quý thầy, cô và toàn thể cán bộ nhân viên nhà trường sức khỏe và nhiều niềm vui trong công việc cùng cuộc sống. Các em tân cử nhân, tân kỹ sư có những giây phút thanh xuân trở thành ký ức đẹp đẽ của đời người. Tạm biệt các em, những sinh viên ưu tú của gia đình Đại học Đông Á chúng ta. Các em vững bước vào đời để phục hiến cho gia đình, xã hội và tổ quốc. Xin chân thành cảm ơn tất cả.